Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Tập trung mọi điều kiện nguồn lực để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đẩy nhanh tiến độ dự án Sun Group Sầm Sơn. Phần tin thể sự quốc tế, sau nhiều tháng vận động các gương mặt ứng cử viên Tổng thống Pháp năm 2022 đã chính thức bước vào cuộc tranh cử. Australia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó thảm họa lũ lụt. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 9 tháng 3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án. Theo đó, giai đoạn 2017-2020, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông có 11 dự án thành phần được triển khai xây dựng. Đến nay đã có một dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác. Theo kế hoạch, trong năm 2022 sẽ phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác 4 dự án. Giai đoạn 2 của dự án được triển khai trong thời gian 2021-2025 với tổng chiều dài khoảng 729 km, đi qua địa phận 12 tỉnh thành phố, được chia thành 12 dự án thành phần, vận hành độc lập. Giai đoạn 2 của dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026. Với các dự án giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương hoàn thành sớm việc thành lập Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng, giả soát diện tích đất cần chuyển đổi. Các bộ ngành liên quan cần khẩn trương ban hành các thủ tục hướng dẫn về khung giá bồi thường Giải phóng Mặt bằng, các cơ chế chính sách, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa hai vụ và chuẩn bị các điều kiện liên quan để triển khai dự án thuận lợi ngay sau khi khởi công. Ngay sau cuộc họp trực tuyến, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung phối hợp tốt với các đơn vị triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án sửa chữa, hoàn trả kịp thời các tuyến đường của địa phương sử dụng làm đường công, phục vụ thi công dự án để bảo đảm an toàn giao thông. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020, trên địa bàn tỉnh đã thu hút 1.845 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 350.000 tỷ đồng. Trong đó có 109 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.185 triệu đô la Mỹ. Năm 2021, toàn tỉnh đã thu hút được 103 dự án đầu tư trực tiếp, bằng 57,5% so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 138 dự án FDI còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư đăng ký 14,475 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 8 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các dự án đầu tư trong giai đoạn qua tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, tiếp đến là lĩnh vực văn hóa xã hội và du lịch. Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các ngành các địa phương nâng cao chất lượng lập và phê duyệt quy hoạch, khẩn trương hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng các quy hoạch phân khu chức năng trong khu kinh tế Nghi Sơn, các ngành tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, đề nghị chính phủ, thủ tướng chính phủ trình quốc hội xem xét ban hành. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành chức năng nhằm thúc đẩy nhanh, triển khai hiệu quả công tác xúc tiến thu hút đầu tư trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thanh Hóa có nhiều tín hiệu khởi sắc. Giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp đã ký kết được những đơn hàng dài cho cả năm. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trong năm 2022. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, 2 tháng năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt hơn 872 triệu đô la Mỹ, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có sản lượng tăng so với tháng cùng kỳ như hải sản các loại xuất khẩu tăng 32,4% dây dép tăng 32,7%, hàng may mặc tăng 33,1%, xi măng tăng 28,1%, benzen tăng 39,9%. Đến thời điểm này, đơn đặt hàng của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tăng khoảng từ 15% đến 20% so với cùng kỳ. Không chỉ tăng trưởng về giá trị, cơ cấu thị trường xuất khẩu cũng có những chuyển biến tích cực. Đơn hàng từ một số thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản liên tục tăng trở lại. Tuy nhiên do tác động của dịch COVID-19, số ca mắc tăng nên nhiều doanh nghiệp đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt lao động. Cùng với đó là áp lực về giá cước vận tải, nguyên vật liệu đầu vào tăng. Đến bây giờ thì thì đơn hàng chúng tôi đã đáp ứng đủ cho năm 2022 và mà chúng tôi sẽ thu hút thêm nguồn lao động để đáp ứng đơn hàng hiện tại. Mục tiêu trong năm 2022 chúng tôi đặt ra thì để tăng trưởng so với năm 2021 150%. Năm 2022, Thanh Hóa phấn đấu giá trị xuất khẩu hàng hóa 5,7 tỷ đô la Mỹ. Ngành công thương Thanh Hóa đang tiếp tục phổ biến tuyên truyền để các doanh nghiệp tận dụng tối đa mọi ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để khai thác, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất, tập trung vào chế biến sâu, đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp để nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu dán quảng trường biển và tổ hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí biển Sầm Sơn là một dự án lớn với tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Xác định đây là dự án trọng điểm nhằm góp phần đưa Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển hiện đại bậc nhất trong cả nước nên trong thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã dành sự quan tâm đặc biệt với công tác giải phóng mặt bằng cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai. Công trường thi công của dự án quảng trường biển và tổ hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí biển Sầm Sơn luôn trong khí thế khẩn trương tấp nập. Hiện tại, tập đoàn Sun Group đang đồng thời triển khai 4 hạng mục dự án gồm khu quảng trường biển, khu đô thị ven sông Đơ, khu công viên chuyên đề và hạ tầng phục vụ tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Trước mắt tập đoàn Sun Group sẽ tập trung hoàn thiện khu vực quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội kéo dài hơn 1 km, đồng thời tạo không gian để tổ chức các hoạt động lễ hội trong suốt mùa du lịch biển năm nay. Về tiến độ thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư cho cái khu vực quảng trường biển như các nhà thấy đây để trong cái dịp 30 tháng 4 là chúng tôi có thể tổ chức được các cái lễ hội phục vụ cho cái việc mở cửa biển năm 2022. Bên cạnh đó thì các cái khu vực mà trên cái quy hoạch được duyệt thì chúng tôi cũng đầu tư đồng thời. Là dự án đô thị du lịch lớn nhất đến nay được triển khai tại Thanh Hóa, dán quảng trường biển và tổ hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí biển Sầm Sơn sau khi đi vào khai thác sẽ góp phần định vị không gian phát triển mới cho thành phố Sầm Sơn sớm đưa Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch quốc gia, một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của du lịch, từng bước hình thành thị trường du lịch bốn mùa. Với tầm quan trọng đó, tỉnh Thanh Hóa và thị xã Sầm Sơn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai. Đến nay, thành phố Sầm Sơn đã giải phóng và bàn giao cho chủ đầu tư trên 295 ha mặt bằng sạch, chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho 5.590 hộ ảnh hưởng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện dự án. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Các doanh nghiệp vận tải đang đứng trước những khó khăn thách thức lớn khi dịch bệnh kéo dài, số lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp rơi vào trạng thái ngừng hoạt động suốt thời gian dài. Sau khi các quy định giãn cách cơ bản được dỡ bỏ thì giá xăng dầu lại liên tục tăng cao khiến cho các doanh nghiệp vận tải điều đứng. Cầm cử qua giai đoạn dịch bệnh công ty trách nhiệm hạn Mai Linh Wheeler lại bị giáng thêm một đòn mạnh khi giá xăng dầu tăng cao trong những ngày vừa qua. Nếu tiếp tục hoạt động với số lượng hành khách ít ỏi trong khi giá nhiên liệu tăng như hiện nay thì chắc chắn công ty phải bù lỗ. Do vậy doanh nghiệp phải cắt giảm tối đa số lượng xe chạy mỗi ngày từ 11 chỉ còn duy trì hoạt động 1 đến 2 xe nhằm giữ khách. Những khó khăn do dịch bệnh và giá xăng dầu tăng cũng tác động nghiêm trọng đến lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe buýt. Thanh Hóa có 12 tuyến xe buýt cố định với trên 200 đầu xe, nhưng hiện chỉ còn 6 tuyến với trên 70 xe có thể duy trì hoạt động ở mức cầm chừng. 6 tuyến buộc phải tạm dừng hoàn toàn. Giữa tháng 1 năm 2022 đến bây giờ, thì các doanh nghiệp vận tải hành khách nói chung và đặc biệt là hành khách công cộng thì hầu như các doanh nghiệp là không còn cái bù đắp cho người công nhân và cái giá xăng dầu nó lên cao như vậy thu không đủ bù chi thì đề nghị là ủy ban dân tỉnh và các cấp các ngành tìm các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp theo tính toán chi phí nhiên liệu chiếm từ 35 đến 40 tổng chi phí hoạt động trong lĩnh vực vận tải trong khi đó công suất phục vụ giảm từ 60 đến 70 phần do không có khách tác động kép của cơn bão dịch bệnh và cơn bão giá xăng dầu đã giáng những đòn chí mạng đến các doanh nghiệp vận tải. Nếu tình hình không được cải thiện, chắc chắn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đơn vị vận tải phải dừng hoạt động, cắt giảm xe do làm ăn thua lỗ. Bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.